Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Khánh Duy ở quận Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và xem thêm một số cái máy phôi ha. Mong quý vị ủng hộ cho anh Khánh Duy ha. Mình cũng xin nói thêm là mang nhận tâm chỉ quay video giới thiệu cây cảnh cho nhiều chủ shop và nhà vườn ở khắp mọi nơi ha. Khi chủ shop và nhà vườn có nhu cầu quay giới thiệu cây cảnh, còn mang nhận tâm thì không có mua bán nha quý anh chị. Nếu quý anh chị có nhu cầu giao lưu cây cảnh, vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đúng số của chủ shop, mình có để phần mô tả video nhé. Nhớ là đúng số nha quý anh chị, vì mỗi video là mỗi chủ shop khác nhau nha. Anh chị cũng lưu ý điều này. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, rồi chào anh Tâm ha. Chào cô chú anh chị đam mê mai vàng trên toàn quốc. Nay cũng tiếp tục giao lưu với anh chị mình số phôi mai giao hạt Thủ Đức ha cô chú anh chị. Dạ. Về mai bonsai mini đấy bạn ha. Dạ. Số điện thoại giao lưu em là 0395418118 solo ha. Dạ. Rồi, em vô mặt số 1 của chú anh chị. Số 1 ha. Chiều cao 15. Hoành là 8 có dư ha cô chú anh chị. Để em khối luôn. Độ sổ là 23 ha. Thì cây này nó còn non, thấy có gì lỡ có ship mà có gãy một hai nhánh thì cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Yeah. Rồi mã số 1 em vô lưu 350. 350. Rồi mã số 2. Chiều cao 23. Rồi quần này em đôi vị trí đây 13 ha. Thì để quái. Rồi mã 2 này em vô lưu 350 luôn ha. 350. Mã số 3. Chiều cao 19. Hoành là 9 ha. Rồi mã 3 này em giao lưu của chú anh chị mình giá 200. 200. Mã số 4. Chiều cao 13. Hoành là 9. Độ sổ được 22 ha. Rồi mã 4 này em giao lưu 200. Thôi 200 thôi. Mã 5. Cái số 5. Chiều cao 10, hoành 9. Mã 5 này em giao lưu 200 ha. Rồi, 200. Mã số 6. Cái số 6. Chiều cao 10, hoành là 10 có dư ha. Để đặt đẹp nha chú anh chị. Rồi mã số 10, số 6 này em giao lưu 200. Rồi, 200. Mã số 7. Chiều cao là 7, hoành là 7 luôn ha. Hoành 7 đế sổ rất đẹp chú anh chị. Rồi mã 7 này em vô luôn 160.000. Rồi 160. Mã số 8. Chiều cao 40. Hoành 10. Đó, đế cộng to lực ha. Rồi mã số 8 này em vô luôn 250. 250. Mã 9. Số 9. Chiều cao 38. Hoành là 9. Rồi mã 9 em cũng như luôn 250 ha. 250. Mã số 10. Chiều cao là 12. Hoành là 8. Rồi mã 10 em cũng luôn 150 ha. Rồi 150. Mã số 11. Chiều cao 23. Hoành là 10. Rồi mã 11 này như lưu 250 nha. 250. Mã 12. 12. Chiều cao 18. Hoành là 10 luôn ha. Rồi 12 này như lưu 200. Rồi 200. Mã 13. Chiều cao 17. Hoành là 12. Rồi mã 13 này em vô lưu giá là 250 ha. 250. Mã 14. Chiều cao 36. Hoành là 10 ha. Nó qua cầm tay cành đều hơn chú anh chị. Rồi mã số 14 này em vô lưu 300. 300. Mã 15. Chiều cao là 9. Hoành là 5 có dư ha. Đóng một hai boy chơi một size mini của chú anh chị. Rồi mã 15 này em giao lưu 100.000. Thôi 100.000. Mã 16. Chiều cao 17. Hoành là 9 có dư ha.
Rồi mã 16 này em giao lưu giá 250. 250. Mã 17. 17. Chiều cao 28. Hoành là 8 có dư. Rồi tổng độ số cái này được 23 hả chú anh chị? Rồi mã 17 này em giao lưu 250. 250 thôi gì? Mã 18. Chiều cao 30. Hoành là 11 nha chú anh chị. Trực trùng lực ha. Rồi mã 18 này em giao lưu 350. 350. Mã 19. 19. Chiều cao là 10. Hoành trên đây là được 7 nha chú anh chị. Đó, để rất là quái ha. Rồi mã 19 em giao lưu 150. Rồi 150. Mã 20. Chiều cao 28. Hoành là 8. Rồi mã 20 em giao lưu 200. Thôi 200. Mã 21. Chiều cao 23. Hoành là 8 có dư cứ vậy. Đây rất đẹp ha. Rồi mã 21 em giao lưu 250. 250. Mã 22. Chiều cao 28. Hoành là 6 có dư ha. Rồi mã 22 này em giao lưu 150 luôn chị. Rồi 150. Mã 23. Chiều cao 25. Hoành là 6 có dư gần 7 luôn chị. Rồi mã 23 này em giao lưu 150 luôn. Rồi 150. Mã 24. Chiều cao 30. Hoành là 8 có dư. Mã 24 này em giao lưu 250. 250. Mã 25. Chiều cao là 17. Hoành là 10 có dư. Tổng đầu số được 18 nha chú anh chị. Cộng rất là lực cây ha. Mini để quá nôm luôn. Mã 25 này em giao lưu 350. 350. Mã 26. Chiều cao 24. Hoành là 11. Rồi mã 26 này em giao lưu của chú anh chị mình giá 350 luôn. 350. Mã 27. Chiều cao 28. Hoành là 9 ha. Có dư. Rồi mã 27 này em giao lưu 220 nha. 220. Mã 28. Chiều cao 13. Rồi hoành vị trí đây là 6 nha chú anh chị. Mã 28 em giao lưu 120 nghìn. 120. Mã 29. Chiều cao 23. Hoành là 7 có dư. Rồi mã số 29 em giao lưu 160 nghìn. 160. Mã 30. Chiều cao 30. Hoành là 10 ha chú anh chị. Rồi mã 30 em giao lưu 300 ha. 300. Mã 31. Chiều cao 14. Hoành đây 5 có dư nha quý anh chị. Rồi mã 31 nằm như lưu 100 nghìn. Rồi 100 nghìn. Mã 32. Chiều cao 19. Hoành là 8. Rồi mã 32 nằm như lưu 170 nghìn. Rồi 170. Mã 33. Chiều cao 35. Hoành là 10. Rồi mã 33 nằm dưới lưu 250. 250. Mã 34. Chiều cao là 6. Hoành là 8. Rồi mã 34 nằm dưới lưu 160 nghìn. Thôi 160. Mã 35. Chiều cao 23. Hoành là 10 có dư. Rồi vậy đấy ha. Rồi mã 35 này em giao lưu 350. 350. Mã 36. Chiều cao là 10. Hoành là 6. Rồi mã 36 này em giao lưu 160 nghìn. 160. Mã 37. Chiều cao 17. Hoành là 7 ha.
Rồi mã 37 này em vô lưu giá 150 ha. Rồi, 150. 38. Chiều cao 12. Hoành là 9 ha. Tổng độ sổ là 23. Rồi mã 38 này em vô lưu 300 ha. 300. Mã 39. Chiều cao là 9. Hoành là 7. Rồi mã 39 em vô luôn 120.000. 120. Mã 30 40. Chiều cao 13. Rồi hoành là 5 ha cô chú anh chị. Rồi mã 40 em vô luôn 120.000. 120. Mã 41. Chiều cao 20. Hoành là 8 có dư. Rồi mã 41 em vô luôn 120.000. Rồi 120. Mã 42. Chiều cao 16. Hoành là 6 hả chú chị. Rồi mã 42 này em vô luôn 150. Rồi 150. Rồi mã 43 ha. Chiều cao 18. Hoành là 6 có dư. Rồi mã 43 này em vô luôn 200 chú chị. 200. Mã 44, chiều cao 24, hoành là 7. Rồi 44 này lưu giá 150 ha. Rồi, 150. Mã 45, chiều cao 29, hoành là 9 có dư. Rồi mã 45 này lưu 300. 300. Mã 46, chiều cao là 9, hoành là 8. Rồi 46 này luôn 150 ha. Rồi 150. Rồi 47. Chiều cao là 8, hoành là 8 có dư. Rồi mã 47 này em vô lưu giá 200 ha chú anh chị. 200. Mã 48. Chiều cao 25. Hoành eo 10 chú chị. Rồi mã 48 này em vô luôn chú chị giá 250 ha. 250. Mã 49. Chiều cao 30. Hoành là 9 có dư gần 10 chú chị. Rồi mã 49 em vô luôn chú chị giá 250 ha. 250. Mã 50. Chiều cao 27. Cái hoành là được 10. Rồi mã 50 em vô lưu 250. 250. Mã 51. 51. Chiều cao 25. Hoành 8. Rồi mã 51 em vô lưu giá 220 ha. 220. Mã 52. Chiều cao 17, hoành là 6 chú chị. Mã 52 này em vô lưu giá 100.000 nha chú chị. 100.000. Mã 53. Chiều cao là 7, hoành là 8 có dư. Mã 53 này em vô lưu 160. 160. Mã 54. Chiều cao 14, hoành ra là được 7. Rồi mã 54 này như luôn 120.000. Thôi 120. Mã 55. Chiều cao 17. Hoành 9 này quý anh chị. Rồi mã 55 này như luôn 200. 200. Mã 56. Chiều cao 18. Hoành là 8. Rồi mã 56 này em vô lưu giá 150 ha. Rồi 150. Mã 57 cái ba ha. Chiều cao 20. Hoành là 6. Rồi để rất quá nha chú anh chị. Rồi mã 57 này em vô lưu 120.000. Rồi 120. Mã 58 chiều cao 16. Hoành là 8 có dư. Tổng độ sổ này là được 24.
Rồi má 58 này luôn 250. 250. Má 59. Chiều cao 35. Hoành là 10. Rồi má 59 này luôn với 250 luôn. 250. Rồi má 60 cuối lúc chung chia. Rồi chiều cao 30. Hoành là 7. Rồi mã 60 này em giao luôn chương trình giá 200 ha. 200. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình nhúc nhích thời gian xem hết video ủng hộ. Ừ, mã số nào alo trực tiếp em cho chú anh chị một chút, cô chú anh chị mình có ngày mới ha, vui vẻ làm ăn phát tài phát đạt cho chú anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Khánh Duy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.